Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa vừa tổ chức chương trình trao quà cho hộ nghèo và hộ khó khăn tại địa phương. Trong đợt này, 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá gần 300.000 đồng bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì gói đã được trao tận tay người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí trao quà do các mạnh thường quân trên địa bàn phường hỗ trợ. Trước đó, phường Thống Nhất cũng đã tổ chức trao 80 phần quà, mỗi phần bao gồm 100.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá 34 triệu đồng. Đồng thời trao 30 suất học bổng và tặng 120 phần quà học đường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.